một con rắn xanh lá đang chuẩn bị đi săn bất ngờ nó cảm thấy như có điều gì đó bất ổn mắt nó ngước lên thân hình co về thế phòng thủ cảm giác lo lắng bao trùm cả không gian đứng trước mặt nó bây giờ là một con rắn đen khổng lồ hổ mang chúa có vẻ đã chờ sẵn ở đây và chỉ đợi thời cơ để tiêu diệt con mồi rắn xanh lá có vẻ không hề e sợ trước sự uy hiếp của kẻ thù nó lao vào tấn công trước những đòn tấn công của nó như kiểu dọa đối thủ hổ mang không hề sợ nó nhìn thẳng vào con mồi ra một đòn quyết định cắn vào thân và từ từ kéo lên đến phần đầu con rắn xanh lá chỉ còn biết chấp nhận số phận nếu nó không quá ảo tưởng vào bản thân rút chạy thì may ra vẫn còn cơ hội sống sót